วันโนสุขังปะปะอย่างนี้ก็là mình chúc cho các Phật tử những người bạn đạo thứ nhất đó là có được tuổi thọ và là hạnh phúc. Thứ hai đó là chúc cho các Phật tử những người bạn đạo đó là có được sắc đẹp và là văn môn. Thứ ba đó là chúc cho các Phật tử các bạn đạo có được niềm vui hạnh phúc đó là xuất khang. Và thứ tư đó là tại niềm vui khi mà người ta là nhận được cái lời chúc tốt đẹp như thế này. Tuy nhiên lời chúc đó có đạt được giống như cái ý của người mong mỏi hay không thì cái đó còn tùy theo. Xin thí dụ nếu mà mình chúc cho họ có được tuổi thọ nhưng mà bản thân họ họ không muốn có được tuổi thọ bằng cách thực hành thì dù mình có chút tâm lành đi chăng nữa họ cũng không thể nào có được tuổi thọ. Dạ phía sau ở trong cái phân biệt Phật này dạy đó là người muốn có được tuổi thọ thì đó phải cầu bỏ sự sanh sanh đang tập và diệt hại chúng sanh khác cho nhân duyên đó mà mình mới có được tuổi thọ. Thì khi mình chúc họ cho có được tuổi thọ phải thân họ là phải là người đánh xa sự sắc sanh đánh đập và những hại chúng sanh khác thì do cái chức đó họ mới có thể thành tựu được. Và bản thân của mỗi một người Phật tử cũng tất của chúng ta cũng vậy, mình muốn thành tựu một điều ước nào đó bản thân mình đó là phải thực hiện cái nhân để thành tựu điều đó. Thì giống như là chúng ta muốn có được tài sản thì mình phải đi làm để có được, chứ không phải là mình muốn có được tài sản rồi mình đi đến chùa thắp nhang cầu nguyện Đức Phật và Đức Phật có thể giúp mình có được tài sản được, điều đó nó không thể. Bây giờ nếu mà Đức Phật có thể giúp mình thành tựu được tài sản thì ở chùa chắc chắn là mỗi một lần thành xây dựng tu bổ tam bảo không cần phải quan tâm tới. Nhưng mà việc Đức Phật không thể giúp mình thành tựu được nhiều tài sản. Mà mình muốn có được làm những lao động thì mới có. Thì chính vì việc các tự mình muốn có được tuổi thọ, có được sức khỏe, bản thân mình phải thực hiện cái nguyên nhân đó thì mới thành tựu được. Thì mong xin sống gần nhất là được và hợp tác toàn diện. Đây là mối quan hệ thủy chung trong sáng hiếm có trên thế giới, là tài sản vô giá và những tố quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Hôm nay trong những ngày đầu năm mới năm 2064 theo phong lịch của đất nước Lào, nguyên dịp các hội thúc hữu nghị và hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố phối hợp với chùa Tam Bảo thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình đón Tết cổ truyền Hương Nhuê Lào 2564 theo nghi lễ mang đậm nét văn hóa truyền thống của nhân dân các bộ tộc Lào, với hy vọng rằng dù sâu xa dù lớn nhưng trong những thời khắc thiêng liêng đón chào năm mới này, các bạn Lào đang sinh sống làm việc và học tập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn cảm nhận từ đây như ta và Phật tử được Phật nhập tam quy có luân thường nghĩa đang đứng thân thành Phật tử ngày đầu thăng tiến để góp phần cùng với giáo hội trang nghiêm trong công việc là bất cầu đời đời cũng năm nay dịp Tết cổ truyền của đồng bào Phật tử Lào xin kính chúc các vị lãnh đạo chính quyền đến tham dự buổi lễ được hạnh phúc và thành tựu trong đời của mình. Chúng con là kính thưa đại lễ tri ân lời đạo từ của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Toàn và cao tăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con nghi giáo hội hành, chúng con là kính tôn thỉnh Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nghi, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hải Châu có đôi lời chúc mừng và lời phát biểu đạo đàn lễ hội sáng hôm nay. Chúng con thành kính được bái lĩnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ông
của ông